Bóc ôm lên cây đây rồi. Chìm tiếp thôi. Chú quạt hả? Lát lên bãi cỏ, bãi cỏ cỏ kia đông lắm. Mình xin chào cả nhà. Một buổi chiều thư giãn của mấy anh em. Thư giãn mà đổ mồ hôi. Chiều nay rảnh thì em với hai anh em đi ra bày cái trang trại của thằng em cũng ở trong xóm luôn. Mục đích là thứ nhất là tụi em đi tìm xem nấm nó còn mọc nữa hay không. Thứ hai nữa là đi tém vài con cò. Rồi đợi lúc mà tầm 5 giờ thì mình lại đi rừng gà thôi. Đồ thì cái bẫy hay á. Hay á. Cái bẫy dính liệu không? Ui, con cò sáp đây. Thịt ngon lắm. Cò trắng thì thịt nó khét. Đấy. Cùng đây lát nữa nướng ra cái ức nó mỡ khiếp. Nắm luôn trời. Mình không cố tình lại gặp phải không? Không cố tình. À, tay đây ngon này. Đẹp. Wow, xù, bấm 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 luôn. Có thử còn cứng không? Được, được, cứng, cứng. Được, được, cứng hái. Trời ơi, không đi tìm nắm mà gặp nắm hoài không? Trời ơi, hái em bảo. Ồ, cứng được ngon á. Lên mình lấy mấy tay kia nữa. Tấu mình có nấu cho nấu canh nữa. Ô. Ngon quá, ăn canh rồi bây. Rụt hết rồi mà. Rụt quá hả? Cái này thì ăn được này. Trời ơi. Ờ, không ăn được. Nở hết, uống dữ hả? Điên quá. Cái được á. Cái này bị mất. Chưa dòi mà. Ồ, dòi rồi anh ơi. Chết. Hả? Thôi. Uống dữ trời. Chiều gà gáy nhiều hướng chạy theo ông ba gà đuối luôn ạ. Nó ngủ trong keo đây này, tương đối khoảng 70-80% cả nhà. Lát mình đem nhóm lửa nướng mấy con cò làm bữa cơm hả, còn tầm 7-8 giờ chạy vào rồi cái ba gà đây. Nấu cơm. Lúc chiều tụi em săn được hai con cò xám với một ít chim ạ. Lát nữa mình kho chung với nấm luôn. Ăn với cơm. Còn tầm 6 rưỡi bắt đầu đi rình con gà, mấy con gà lúc nãy luôn. Nấm đây hơi nở nhưng mà vẫn còn rất là ngon luôn. Cuốn nào cũng nấy dây cùi mà. Lát kho với chim nữa. Hết bài luôn. Làm gỗ lắm. Được phải bình thường có món đeo hả? Đào đào lên. Ôi dù quầy ập xuống xong chắc tắt. Cục cây ngã nha. Vô luôn á, nó xéo riệt riệt rồi.
Mất hồn rồi. Để cho nó ra nước nữa, cái này vừa ngon. Ghê chứ. Ui. Tưởng ghê chứ. Mấy con cu rồi chơi với gà. Đang hiếp không được. Bây giờ đi bữa nào ấy. Nếu mà ra nước ngọt thì ớn mà. Dài bữa nó hết ném nhìn thêm. Rồi bốc ra nước khô rồi. Ngô còn bỏ tủ lạnh không? Ừ. Ngô. Làm vài đuôi à? Đuôi chín rồi chứ nó. Dạ. Cái lá. Khô luôn. Khô. Khô mỡ. Ủa mỡ gì ngon chứ sao? Thì thở phải hả? Bả. Ừ. Cá xám này thơm quá. Chịu hết nó. Cứ đi đâu. Uống rượu nữa nè. Để cho em ngồi sau đụng xuống con. Quật trò đọt. Ồ, chó mà thấy thịt hồng thế mà ông. Làm kêu mày anh rửa phốc phốc nước suối này ra. Cái nước ở nhà mình bơm lại không uống nha. Sao anh xuống suối anh múc à. Xuống suối anh cầm mùi ngon ấy. Cầm mùi lại anh ấy. Trái sao mà trái luôn. Sáng nay đi xuống cây trồng mồi sớm vẫn không thấy sóc. Lễ cây này sóc nó ít ăn. Đó. Chứ đủ đổ cái cây lâu chứ. Đó nó chưa cả bay rồi. Trái, trái chưa chín điều. Trái mới lại rài chắc. Nghỉ rừng như thế này mà không có sóc. Bóc uống lên cây đây rồi. Cú luôn, bay sáng. Không có sóc thì
móc tạm mấy con lóc lách. Chỗ đây có cái dây sầm xuyên đá. Bà con rước chủ có phía cơ phía. Ờ, lúc lỏng luôn vậy. Chiều nay lại tiếp tục đi ra ngoài rẫy để rình mà gà. Mùa này gà nó ngủ thưa thưa, rình cũng khó lắm. Lúc chiều thì đi hai anh em. Em rình phía dưới suối này thì không được. Gọi cho thằng em phía trên này nó rình được một điểm rồi. Thì giờ mà tối nay hai anh em soi có kết quả cả nhà nha. Nó rình gà nằm trong đó. Trời lạnh lạnh, nhớ bếp lửa nướng mấy củ xương mì. Mì đây không phải mì gòn. Mì này là mì cao sáng. Nó ít bùi hơn nhưng mà nướng thì vẫn ăn ok, dẻo. Xương nướng bông đêm. Bông đêm hả? Chín rồi đó. Đang thui vậy. Kèo gió ra. Xương xương này ngon. Đó, đây thì ngủ riêng nha. Em đây địt gớm. Ngủ lần giờ nó cũng đạp rất dương hả? Bùi vậy, bấm 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 như vậy. Tinh nắng thêm tí xíu nữa mà trời đổ mưa. Mưa lên bay. Vô rồi ùng luôn. Hơn 6 giờ. Xe đi đầu lại thì kia mới thấy đeo lắm. Thấy rồi. Mưa đeo chết đống chở. Đít cho bé, đít cho bé. Lại đằng kia xe lên. Chạy chạy chạy. Chạy nấu ra. Đeo mỏ ổng. Chạy nấu ra mà. Đâu vậy? Không ạ. Chạy tới uống. Ôi dù. Trời, đang mưa luôn. Chết từ chi chạy qua vậy chứ. Chạy sáng, thèn ướt luôn à. Chết này vậy chết chứ. Vậy chết á. Ôi xô trời nó mưa tầm tã. Thằng con gà này nó còn giãn. Nó chuyện thí mà. Thằng đé, thằng đé. Ôi xô. Ôi mưa chảy nước luôn à. Ô hai anh em về nhà. Hết chiều à. Con ít ung con đấy học được của em làm ăn em ơi. Ngon không? Ngon. Mà làm không? Mưa mưa đây này. Hầu giờ chưa. Mà thôi khó không được. Nguyên con vậy luôn à. Mấy anh em đi về nhà. Trời nó mưa. Làm nồi cháo nấm. Cháo nấm mối. Nướng hai con gà rừng nữa. Trời lành lành hai anh em quất thấu rượu qua. Trời mồi. Ấm hiểm á. Quất cái. Còn con ngọt ngọt mua cho mồi phải không? Ừ. Ngon ạ. Gà này mùa này con gì cũng mập hết. Gà mập quá đâu đâu. Cháu mấy cục mặn này. Con gà. Nó mập nó vàng chứ đâu phải gì đâu vàng. Mời cả nhà thì canh cái này.
Vậy mở rớt cái này hả chồng? Béo cứ béo nọ. Cái này hôm nay nó mập. Mập rồi, cái này sáng. Sáng như là dứa. Dứa, mùa này có dứa nè.